Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp cho bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện. Nhờ đó mà mỗi năm trôi qua, người dân lại được vui Tết đón xuân với diện mạo mới của quê hương. Ghi nhận tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hảo. Năm nào cũng vậy, vào những ngày đầu xuân mới, gia đình chị Phạm Hương Thủy lại trở về quê hương thăm người thân. Và cứ sau mỗi lần về quê, chị không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương mình. Từ một xóm nghèo, đường xá chật hẹp, thôn Xuân Đào, nơi chị sinh ra, giờ đây như một khu phố. Thế nhưng mà mọi năm mà khi về đến cái đường này thì hầu như là nó rất là nhỏ và tôi thường phải để xe ở ngoài. Thế nhưng mà năm nay thì khác hẳn rồi, đường xá to rộng, rất là sạch sẽ, những cái pano biển hiệu chúc mừng năm mới, mừng xuân, mừng đảng. Thấy đỏ rực rỡ và tôi cũng mong là Xuân Dục mãi mãi phát triển để những người con xa quê như tôi lúc nào cũng cảm thấy hào hứng hân hoan khi mà trở về với quê hương mình. Đúng vậy, đến với vùng quê này vào những ngày cuối năm, các trục đường thôn khang trang sạch đẹp, nhà nhà san sát nhộn nhịp, sầm uất như một khu phố, hàng hóa đa dạng đầy ắp, người dân tấp nập đi mua sắm, cho thấy sự đủ đầy, sự đổi thay từ một vùng quê nông nghiệp. Đặc biệt hơn là năm nay họ được vui Tết đón xuân trong niềm hân hoan của vùng quê đổi mới. Dân là quá vui chứ, không những mình bây giờ mình có tuổi mình được hưởng mà nay mai con cháu mình chúng nó còn được hưởng. Toàn thể nhân dân chúng tôi cũng như thế hệ trẻ vô cùng phấn khởi, nhân dân sẽ đón chào một năm mới rộn vang hơn mọi năm. Toàn thế hệ trẻ đoàn viên của xã Xuân Dục với cái vị trí vai trò của mình sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước. Với sự nỗ lực phấn đấu, đến nay diện mạo vùng quê tiếp tục được đổi mới khang trang hơn. 100% các tuyến đường trục xã, đường liên xã đều đã được nâng cấp mở rộng trên 5,5m, mặt trải áp phan nhựa và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Khu trung tâm hành chính xã, hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Năm 2024, xã Xuân Dục tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và những cái phần còn lại phấn đấu về đích nông thôn mới. Kiểu mẫu về tiêu chí văn hóa. Trong tương lai, xã Xuân Dục sẽ tiếp tục có những bước tiến cao hơn, xây dựng vùng quê ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với quê hương của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật.